Nãy giờ đi về mới giờ có gì đâu ăn. Nói giờ mới... ăn cơm không có đồ ăn gì hả bá? À, mới mới về thôi. Trời ơi. Nó bụng lặt ăn luôn. Cơm muối ớt với gì vậy? Chao hả? Chanh. Ớt không à, ớt chanh. À, thu hả? Còn này là Lý. Đây, hay vô ngồi đó đi thì anh hỏi chuyện xíu. Thường quá. Sao sáng giờ biết mẹ lên không mua đồ ăn rồi để cho mẹ ăn cơm. Tiền đâu mua. Hả? Tiền đâu mua. Thiệt luôn á hả? Mà không có tiền, lãnh lương chưa, lãnh lương. Dạ. Tính ra điện thầu ứng tần thầu tiền. Hay chồng đều làm hồ hết hả? Dạ. Dạ có mặn nổi đâu mình đúng. Dạ, từ hôm nay mới sanh xong rồi sao làm. Dạ, để con hỏi chuyện bà nội xíu, thương nội quá. Bà nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà nội? 72. Bà nội có nghĩa là mẹ của Lý á. Dạ. Rồi bà nghe cái vụ việc mà cháu mình vậy hồi nào? Mới nghe qua nay, rồi lại đi xuống đây luôn. Xuống đây? Dạ. Đi bằng gì xuống bà? Đi xe. Đi xe đâu á? Có tiền đi không? Thì người cho 50-100 rồi đi xuống gì chứ. Rồi cộng lại được nhiêu? Được 200 mấy, 300 đi xuống. Rồi, đi xuống hả? Dạ. Rồi mấy ở bà nội ở dưới là ở với ai? Có mình một mà. Có mình. Ý là nó cháu đó. Đi học còn học. Có nghĩa là đứa cháu gái là đem về bà nội ở dưới chung với nội. Thấy không? Rồi về em gửi tiền hàng tháng về cho mẹ nuôi con gái mình. Có nhiều gửi nhiều không có. Không có gửi được 700 không được. Có khi nó mấy tháng rồi có. Rồi còn ăn chay trên đây hay ở với nội? Ở đây. Ở đây coi chỗ này kia nội tiếp đi thôi. À. Rồi hay à, rồi được mấy trăm ngàn hả bà? Rồi đi tiền xe hết nhiêu? Đi hết 2 mấy. Rồi nghe cái vụ mà à, anh chỗ anh Trung mà báo là con dâu mình á với con trai mình mà bỏ cháu bệnh viện vậy, lúc mà bà có biết trước chưa hay là mới vừa biết? Mới biết đây à. Khi mà nghe cái tin đó là bà thấy làm sao? Nghe cái tin đó bỏ xuống đây nè. Mình xã ấy đó. Dạ. Tôi lên tới nhà tôi nói đó, tôi mới biết xuống. Dạ. Rồi bà nói có... cháu tôi đâu có bỏ. Đâu có bỏ hả? Dạ. À, à. À, con biết sớm nãy con mua chút đồ ăn đồ vô đây để bà ăn ăn cơm với muối ớt không? Hồi nãy là anh điện cho em đó là con về mới về tới cái đọc. Rồi. Rồi, thôi để cho cô dọn đi, anh nói chuyện với lại hai chồng em xíu ha. Dạ. Ở bé gái con xích qua đi con để cho chú nói chuyện với ba mẹ. Con xích ra đây nè, con đứng ở xa. À, thưa quý vị, à, đây là hai vợ chồng của em Thu và Lý. À, mà cái câu chuyện mà Lan Thiện cũng đã chia sẻ quý vị á, mà đứa bé sau khi Thu sanh xong thì để trong bệnh viện thì nó cũng có chắc cũng có hoàn cảnh gì đúng không em? Thì bây giờ thì mời quý vị hãy cùng chia sẻ cái câu chuyện cũng buồn đó của vợ chồng hai bạn này nhé. Nghe tin thì lên như quý vị thấy đó, ở trong căn nhà trọ cũng khá là tồi tàn ở khu giải tỏ của Rạch Chiếc. Rồi Lý, em ngồi vô trong đi, anh ngồi anh nói chuyện với hai vợ chồng mình, nói mình chia sẻ như là anh em gia đình với nhau thôi. Thì trước tiên Thu cho anh hỏi thăm là em với chồng thì được bao nhiêu đứa con? Dạ tổng cộng thằng bé nằm bệnh viện được ba đứa. Ba đứa hả? Dạ. Coi như là đứa con trai nãy anh vô á là dạ. Nó mấy tuổi? Nó 14 tuổi. 14 tuổi. Em nó học lớp mấy rồi? Nó mới học lớp 3, nó nghỉ rồi. Dạ. Còn đứa con gái tiếp kế tiếp là mấy tuổi? 9 tuổi. Là đang ở với bà nội. Dạ. Ở dưới quê
Rồi, à, em kể cái việc mà em mang hai đứa con mới nhất này đi. Đầu tiên em có bầu nhưng mà không có biết, có uống thuốc ngừa bình thường vậy đó. Không có biết là tới nào mà mình mẩy nó sưng nó xỉa gì đó. Rồi cái bà chị ruột á, bà mới cho tiền đi siêu âm, bà tưởng là bệnh gan này kia nọ vậy đó. Cái bà chị mới cho tiền đi siêu âm thì bác sĩ nói siêu âm mang thai được 7 tháng 3 ngày. Là mới biết thôi, chứ mình định làm bé giữ không được, tại mình uống thuốc ngừa nè, còn cộng thuốc tây ở ngoài uống nữa mình sợ bé bị dị tật thôi. Rồi nào em vô bệnh viện Thủ Đức em sanh á, thì bác sĩ chỉ nói là em sanh non thôi chứ chưa thấy mặt con em nữa. Rồi em sợ mình thì hoàn cảnh mình nghèo, rồi sanh con ra giờ sụi què, mình đâu có dám nở, mình đem gì mình nuôi, sẵn thật bỏ trong bệnh viện cho ta nuôi. Chưa bác sĩ nào không ai nói với em mà con em nguyên vẹn trơn á, thì em tưởng đâu là em bé nó bị dị tật đó. Tới nào bác sĩ điện nói em bé thì hấp điện, em mới biết vậy thôi chứ em chưa biết gì nữa hết trơn. Rồi Lý, vợ mới kể lại cái câu chuyện mang thai đó, thì Lý tiếp theo lời vợ đi, thì cái diễn biến mà vợ mình mang thai và sau đó thì sanh thì nó như thế nào, Lý kể cho anh và mọi người nghe. Sanh ra thì giờ cũng có người chị tiếp với em với chồng em, nội thì nó hơi mắc ở dưới nuôi nhỏ thì nó lên không tiếp không được, vậy với em là nó bu dân vừa làm đây mà vừa nghĩ đó. Cũng nghỉ hết nửa tháng mấy thì không có tiền. Chị có tiền đâu, chị cho mượn chị. Dạ, không có tiền. Thôi, cái câu chuyện hai bạn trẻ kể cũng nó hơi chưa có rõ ràng, thì thôi để từ từ lên thì hỏi. Có nghĩa là khi mà Thu có thai á thì hoàn toàn không biết đúng không? Dạ. Trước đó em có dùng cái biện pháp tránh thai rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà bỗng nhiên có thai thì đến tháng thứ 7 thì em đã từng mang thai hai lần rồi, mà cái biểu hiện mang thai đứa thứ ba em cũng không thấy nó bất thường. Nó không có hành bọng chứ, ăn cơm bình thường, không có hơi cơm thanh cá chứ. Không biết. Em vẫn đi làm bình thường không? Dạ, không có hành, không có làm gì được. Nó bình thường cũng như người không có bầu bì gì đó. Không, mà thời điểm mang thai đến tháng thứ 7 rồi em vẫn đi làm bình thường hả? Dạ, em mang tới nào xanh luôn mà. Thì em thấy là cái thời điểm mình suốt 7 tháng mà không có cái chu kỳ rồi em cũng không biết luôn à. Không có kinh, không có gì hết trơn luôn. Thì đúng rồi, em là phụ nữ thì em biết cái chuyện mà mình không có, nghĩa là mình đã có thai, sao em lại không biết là mình có thai. Tại vì muốn thuốc ngừa, nó không có kinh, hồi đó không có kinh luôn. Tự lên dính bầu rồi em cũng không hay luôn. Dạ. Rồi đến tháng thứ mấy thì em sanh? Mới 7 tháng mấy à. Là sanh non á hả? Dạ. Cái biểu hiện cái ngày mà em đau bụng xanh là như thế nào? Nó mới đau bụng em vậy trơn, tự anh ngủ ban đêm với ông này nè, cái nó ra nước em. Cái em nói anh ơi sao mà bụng ra nước hoài, nó không có đau bụng. Cái ông hỏi trong mình ông sao, nó nhức sống không mà. Cái người cũng mằng chung với em vậy nè, người ta đưa đi giùm. Đầu tiên đi hai chồng với thằng cháu mằng chung vậy đó. Cái thấy không ổn rồi mới đưa kia, mới điện bà chị ruột với gia, mới đưa tới bệnh viện Thủ Đức. Tại em đi tới hai bệnh viện là bệnh viện nào ta cũng chạy hết trơn á. Bây giờ anh cũng đang thắc mắc là tại sao mình ở bên ngay bên quận 2 này, mình không đi bệnh viện quận 2 hay là ở đâu gần mà mình chạy qua đến bệnh viện quận Thủ Đức? Tại vì em đi tới hai bệnh viện ta chạy hết trơn rồi. Bệnh viện nào, bệnh viện nào? Bệnh viện nào anh? Chỗ quận 9 đó. Đầu tiên là khi mà vợ mà có cái biểu hiện bất thường rồi đó, là em là người chở vợ đi á hả? Dạ. Đến bệnh viện nào đầu tiên? Quận 9 đó. Bệnh viện quận 9, dạ. Thì vô đó thì như thế nào? Vô đó người ta khám không à. Khám thì nó không có phương tiện để nuôi bé. Nuôi bé. Chứ nó không phương tiện mà sanh non vậy đó. Rồi tiếp theo rồi sao em chạy đi vợ đâu nữa? Cái taxi chạy qua Thủ Đức. Chạy bán cái người ta có được tiền cho tôi. Không, em nói hai bệnh viện mà. Hai bệnh viện, bệnh viện trong chỗ bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Mâm Xanh này, bệnh viện gì nè trời. Bệnh viện Mâm Xanh trong chỗ quận 9 đó. Rồi mới không được mới qua quận Thủ Đức. Qua bệnh viện quận Thủ Đức hả? Dạ, là hai bệnh viện. Rồi đầu tiên vô bệnh viện quận Thủ Đức á, thì hai vợ chồng có đóng tiền gì cho bệnh viện gì không? Dạ có. Đóng bao nhiêu? Đóng hết cũng không nhớ rồi, mình đóng trước là có trăm mấy, thì đóng sau mà 3 triệu. 3 triệu chứ đóng cái gì nữa, 20 triệu nữa, 20 triệu mấy 3 triệu nữa. Là có tiền đóng không hay là? Tại vì lúc đó em mang bầu em đi sanh á là em cũng ứng tiền thầu hết cũng 2-3 triệu gì đó. Chị cho mượn. Nhưng mà chị em cho mượn mớ nữa. Không, mà 7 tháng mấy là em biết em sanh, em đi khám thì họ nói là có dấu hiệu sanh hả hay sao? Đó, lúc trước á, em đi siêu âm lần trước á, thì ta nói em bé bình thường. Cái mình cũng ý là bình thường, trong khi là ta nói siêu âm gái nữa. Cái em cũng về nói với chồng em, với bà chồng em, tại đó bà chồng nó xuống nó chơi đó. Rồi cái nói đi siêu âm đầu tiên là nó bệnh không à. Cái cũng khóc dỗ trơn, nó siêu âm, ta nói trời ơi có bầu rồi khóc cái gì mà khóc, bầu 7 tháng mấy rồi. Rồi ta nói con gái nữa, rồi cái cũng đâu cũng năm mà bữa sau em nói siêu âm thêm lần nữa. Ta nói em bé bình thường, đâu cũng vài bữa rồi đó, là tự anh xong nó sanh luôn. Sanh xong rồi cái 2 ngày, mà em nghe cái gì mà em bỏ con? Em đâu có nghe đâu, tại vì em sợ em bé dị tật á. Sao em có bạn với chồng em không? Dạ không.
Còn khi mà vợ mình sanh về mà không có con thì lúc đó em sao Lý? Em kể lại những cái cảm giác của em mà khi mà vợ sanh xong đứa nhỏ rồi bỏ ở bệnh viện luôn, thì lúc đó suốt 2 tháng nay em không có bỏ, nhưng mà cái điều kiện không có tiền bạc nó, em cũng đầu góc em suy nghĩ. Em suy nghĩ sao? Em suy nghĩ mình thì làm không được, vợ mình thì nó mang bầu nó sanh, nó không có tiền đóng này đóng kia. Em nói với sau này bảo với vợ, nói em ơi bây giờ gì đi, bỏ để cho bệnh viện đi, cho bệnh viện nuôi đi, mình bây giờ không có điều kiện, giờ nghĩ mình làm ăn gán có tiền đi, là mình vô mình rảnh nó về nuôi. Mà làm ngoài mà ngoài thấy xuống quá, không có tiền tháng mấy rồi mà người ta giật em. Cái công việc của hai chồng là làm gì vậy em? Sắt. Em nói một cách chi tiết mà hồ, nhưng mà em ta làm sắt không có hồ. Nhưng mà nhà công tác mà bên đội sắt á. Ừ, coi như là cũng là làm quanh công trình xây dựng. Dạ. Mà em thì làm bên bộ phận sắt. Sắt dạ, sắt luôn có nghĩa là mình ngồi mình bô mình cột để người ta chuẩn bị đổ bê tông rồi lên dạ, hả? Dạ. Hai chồng làm đó. Dạ, rồi dạ. Em nói bị người ta giật là sao? Thầu nó không có tiền. Không tiền nó đi luôn. Em là công nhân thôi hay em cũng là thầu phụ? Công nhân. À. Em làm nhân thôi. Là hai vợ chồng đều làm phụ hồ nhưng mà làm bên bộ phận sắt. Dạ. Nếu mà làm bình thường vậy thì hai vợ chồng kiếm được khoảng nhiêu tiền? Miễn là giờ quanh hầu này thì cũng đỡ, nó 300 mấy. Thì vợ em 200 mấy. Ừ. Phải không? Dạ. Là bây giờ hiện tại giờ dạ. Lỡ rồi. Dạ. Còn trước khi mà vợ có bầu xong rồi sanh á, thời điểm đó là cực kỳ khó khăn. Khó khăn. Rồi lúc đó là thầu giật của em nhiêu tiền? Có mười mấy triệu. Coi như thiếu không làm mà không trả. Đúng rồi, giờ đang nỉ hầu lần có bầu á, nó vợ em có bầu. Rồi giờ em trả mớ là vợ em xanh. Đang nỉ quá chừng nỉ rồi qua bên kia luôn. Cũng có block này kia nọ đưa có 3 triệu. Tới giờ luôn. Là chưa trả hết phần dạ, mấy còn lại luôn á hả? Dạ. Giờ hai vợ chồng phải kiếm cái chủ thầu mới rồi hả? Chủ thầu mới là qua đây mới có 2 tháng nay. Rồi suốt gần 2 tháng mà xanh xong á, em có đi làm lại chưa hay cũng còn ở nhà nằm dạ, nghỉ? Ở nhà, tại sao nó yếu quá em không đi mặn được. Rồi, em nói gì nói thì đúng là hoàn cảnh khổ thiệt. Nhưng mà nấm ruột của mình mà dứt buộc ruột mà bỏ ở bệnh viện vậy, em cho anh với mọi người biết cái cảm xúc của em trong suốt 60 đêm qua, 2 tháng rồi thì những cái đêm cho. Ngày nhớ con không? Em cũng nói chung với anh lần gì cũng như con của mình đâu có bỏ được chứ, nằm đêm cũng suy nghĩ dữ lắm. Nói trong khi mình dài đây mà không có con mình cũng tủi lắm chứ. Em khóc mà chồng em phiên hoài chứ bỏ đừng khóc nữa thôi, cái gì cũng từ từ. Cũng khóc hoài chứ không khóc đâu, cái mấy người mà bằng chung á nó thôi đi đừng có khóc nữa mà xanh non ngày nó không khóc đen mắt bà này sao này mờ. Nói chị không khóc cho được nằm đêm á. Thấy mình về đây nằm đây mà con mình nó nằm bệnh viện cũng tủi lắm chứ. Đại hoàn cảnh mình nghèo bóp bụng mới chịu chứ làm sao giờ. Hai vợ chồng là nghĩ là cái phương án mà để con ở bệnh viện là tốt nhất hả? Dạ, hay là có khi nào nghĩ là mình đem con về xong rồi mình cho ai nuôi hoặc là sao? Có khi nào nghĩ em không có suy nghĩ gì đâu, em để cho bác sĩ nó nuôi giùm, nếu mà em có hoàn cảnh như mà em có khá giả phải không? Em bắt con em về nuôi. Chứ dù cho em không có cho. Hồi đó em còn khổ hơn nữa mà hai đứa con còn nuôi được mà. Chứ không lẽ mình thằng này em nuôi không được. Nhưng mà anh cũng nghe nói là phía bệnh viện cũng đã liên hệ với hai chồng em, bệnh viện cũng có nói luôn là cũng sẽ mà tìm hiểu hoàn cảnh, nếu thật sự hoàn cảnh hai vợ chồng mà quá khổ thì bệnh viện cũng sẽ có những cái hướng giúp đỡ. Có nói không? Bên phía bệnh viện có nói gì không? Có nói nhưng mà em sợ nó. Có nói nhưng mà mới nói đây thôi à, chứ không có nói. Chỉ mới nói đây là mới cho bà chồng em xuống thôi. Rồi, bây giờ thì em hai vợ chồng nghe được thông tin về con mình đến thời điểm này sức khỏe như thế nào? Em rất là mừng luôn á. Tại vì nghe bệnh viện nói là con em khỏe rồi kiểu hoàn cảnh mình khổ quá. Rồi nói người ta hỗ trợ cho mình vậy em cũng mừng lắm. Rồi từng những bước tiếp theo hai đứa sẽ như thế nào để nhà, có về nhà tiếp tục nhận con hay không, rồi sao nói anh nghe mọi người nghe chứ. Em nhận. Em là đi hồi sáng giờ rồi đó. Em nhận, em trong thấy mặt nó nữa mà người ta không cho. Người ta họ nói sao? Là mình tính vô, mình làm hồ sơ này kia nọ rồi nó cái nói giờ đồ chiều là vô đi rồi nhận con. Cũng rất mừng. Cái giờ cái tức tốt giờ luôn, vô luôn cái tính vô thăm nó. Thấy đóng cửa lại hội bị ta này rồi. Rồi vậy là bây giờ là hai em là quyết định là nhận con ha. Dạ, dạ. Rồi cũng cho anh biết luôn là dạ. Cái cách mà mình sẽ chăm sóc bé như thế nào để cho mọi người yên tâm với thì, cái điều kiện hiện giờ hai em như thế này. Thì như hoàn cảnh em cũng khổ, như em nhận con em về thì em đưa cho bà chồng em nuôi, thì cũng hàng tháng cũng gửi tiền về, mặn thì em gửi về. Chứ giờ em ôm nó gì mình ông này mặn đâu được đâu. Em định là chừng nào đi làm lại?
em tính nhận bé đàng hoàng đưa cho bà cháu nó về chển rồi cũng 2-3 ngày em làm lại. Dạ bà, thì con dâu mới vừa nói qua cái vụ việc đó đó, vậy thì bà sẽ cái việc tính như thế nào trong việc mà chuẩn bị đón nhận cháu nội về? Tôi nhận rồi đó. Dạ. Em về là chở tôi nuôi rồi đó. Chứ nói như này nó làm sao nó nuôi được. Dạ. Tôi tính là đi xuống dưới này tôi nhận đem về chở luôn. Chứ tôi không có để đây. Dạ. Chứ không có để đây nó nuôi nó để nó mằng làm sao nuôi được. Nó cũng khổ. Mằng bữa có ăn bữa ngờ không chú ơi. Bữa đủ ăn, bữa không có ăn, không có ăn. Dạ. Dạ. Rồi con đứa con trai mà hai vợ chồng đang cho ở đây á, thì bé học lớp 3 mà bé nghỉ rồi hả? Dạ. Thì giờ bé làm sao? Ở đây với hai mẹ, vợ chồng, cha ba mẹ thì bé đang làm gì? Rồi có cái hướng gì cho bé không? Nó thì nó ở đây coi trọ, kiểu chiều em muốn tăng cam điện về kêu bắt nồi cơm lên giùm vậy thôi. Coi trọ là sao? Như ở nhà coi nhà. À, coi cái nhà à. Mình thôi, anh tưởng đâu nó coi trọ là coi giùm ông chủ nhà trọ chứ. Có đâu, cũng như coi trọ mình đây vậy đó. Ừ. Mà sao không cho nó đi học? Tại vì em cũng không biết sao, tại em cũng khổ thì em dám cho con học, tại con không học em cũng biết sao. Nó không học hay sao? Nó không chịu học, không chịu học. Không chịu học hả? Tại vì nếu mà bé muốn đi học thì anh cũng sẽ tạo điều kiện cho bé đi học. Chứ mới có mười mấy tuổi à. Mà thất học nó rồi, sau này là khổ nữa. Nó học dạ. Không có già quá. Dạ. Vậy thì chiều nay có nên bệnh viện nhận dạ, vợ em đi luôn hả? Dạ, đi luôn. Bây giờ cũng 12 giờ rồi. Một giữ đi. Hồi lát hồi anh đi chung luôn. À, em định cho vợ đi lên bằng cái gì? Xe buýt đó. Thôi đi taxi đi, anh trả tiền cho ha, anh trả tiền. Rồi thôi quý vị thì quý vị nghe vừa nghe qua cái hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng rất là tội nghiệp. Mà thật ra thì cái suy nghĩ nó nông cạn thôi. Thu này nè thì sợ là con không có lành lặn phải không em? Dạ. Lúc mà đẻ ra thì em thấy cái con mình như thế nào? Em chưa thấy mặt con em lần nào luôn, từ lúc sinh ra tới giờ luôn. Vừa lọt da là nằm trên giường sanh, em chưa thấy con em rồi luôn. Rồi sao đó. Tiếp theo nữa là như thế nào? Khi mà vừa sanh ra xong rồi sao? Vừa sanh ra thì chỉ thấy bác sĩ thì nách ngang đi thôi à. Chứ chưa thấy mặt con em lần nào chứ. Rồi bác sĩ có nói con em là mấy ký rồi như thế nào nào? Chỉ là em nghe bác sĩ nói đưa con em đi rồi mới vô nói là có biết là mình sanh non không? Nói em cũng không, bác sĩ không biết, tại bác sĩ nói là mới biết thôi chứ mình sanh mình đâu biết vụ sanh non sanh bọng gì. Ông hỏi mình sanh gì biết sanh non không, nói dạ không. Thì nói vậy thì tới giờ không thấy mặt con lần nào luôn. Rồi sao ở bệnh viện là tự đến ngày xuất viện hay là em trốn bệnh viện? Nói chung lúc đó em không có tiền em trốn về. Cũng lúc vô á là cũng đóng tiền hết mớ rồi. Thấy không? Là tới ngày xuất viện á là bác sĩ kêu vô đóng tiền. Rồi hai chồng, nói chung hai chồng bạn cũng như cảnh mình không có tiền á. Rồi mình phải trốn về. Bữa đó trốn có chồng trốn luôn hay là mình em trốn? Có chồng em đi làm. Tại em mò tụi em đi trốn mình em à. Vừa mới sanh xong trong 2 ngày nó còn yếu lắm, cái cách trốn của em như thế nào? Thì em đi từ từ ra, em sợ người ta bắt gặp, em dám gượng em đi vậy thôi. Cái nhưng mà lúc đó mình trốn mà mình bỏ lại đứa con vậy thì cái cảm giác đó lúc đó như thế nào? Lúc em bước ra em cũng suy nghĩ lắm, nói đi bỏ con tội nghiệp như hoàn cảnh mình vậy rồi dám chứ làm sao giờ. Rồi suốt 2 tháng trời nay rồi sữa căng cứng thì mỗi lần mà sữa mà nó bị ra mà không có con bú em thấy làm sao? Thì mình cũng suy nghĩ nó lúc trước hai đứa con mình thì đứa nào cũng ở với mình hết trơn. Thì tự anh đứa này không có hoàn cảnh ở với mình thì cũng rất là tủi. Lúc mà sữa căng thì em cũng suy nghĩ em cũng khóc dữ lắm. Rồi hôm nay riêng cái chương trình của Lê Hân Thiện thì cũng rất là chia sẻ với hoàn cảnh của hai vợ chồng. Cũng mong quý vị khán giả hãy thương. Đôi khi những cái hoàn cảnh khổ thì họ có những cái suy nghĩ rất là sai lầm, nhưng mà mình cũng có cái sự gọi là thông cảm, bởi vì theo như suy nghĩ của Thu đây, bạn với chồng là bé ở bệnh viện thì lúc nào chắc chắn thì cũng sẽ được cái sự mà chăm sóc là nó tốt hơn, còn hơn là phải ẩm về rồi sau đó lại quyết định này, bỏ ở cửa cổng chùa hay là ở đó thì đúng không Thu? Suy nghĩ vậy đó hả? Nhưng mà khi mà bắt đầu mà bỏ con rồi á thì hai đứa có suy nghĩ là phải, tại sao không suy nghĩ là nhìn được cái được đặc điểm nào của con để chi sau này nếu mà có muốn nhận lại, muốn tìm lại thì nó cũng còn có một cái đặc điểm gì để mình nhận. Không thấy con, không thấy cái gì hết mà bỏ như vậy thì sợ rồi sau này là mất tích luôn thì sao? Cái đó mình cũng tìm hiểu, mình dòm từ ly từ tí cái chân. Thằng này thì biết. Tại vì lúc là em săn sóc, là chiều là nửa tiếng là em vô săn sóc rồi. Mua cái tả bọng và mua cho nó. Em nhìn kỹ cái chân, cái giò này kia nọ đó. Thì mục đích của em nhìn kỹ cái chân, cái giò của con đi anh chị.
đặng cứ mỗi mình nó có hơn ấy, mình ấy là anh nói thông cảm đó. À vậy là em cũng có cái suy nghĩ giống anh vậy hả? Dạ. Coi như là vợ thì không thấy cái con, mà chồng thì có thấy rồi. Dạ, em thấy. Và em thấy đặc điểm gì của con? Nên theo em thì qua cái sự nhìn cái sơ sinh của con mình để mà em nói là sau này nếu mà tìm lại con đó, thì em còn có cái cơ hội, thì em đã thấy được gì trên cơ thể của đứa con sơ sinh? Nó ở sau á, ở sau nó có hai con lông mà nó quắn giống đây nè. Có vậy thôi hả? Hai cũng lâu rồi mốt nó cũng bị rụng chứ, nó thay đổi chứ đâu phải còn hoài. Thì hôm nay anh tạm thời anh sẽ cho hai em số tiền là 2 triệu, chương trình của kênh của anh có cái quỹ của Mạnh Thường Quân á, thì giúp cho hai em bước đầu 2 triệu để mà có cái chi phí khi mà đưa bé về, thì cho bé sữa đồ uống nữa. Phải ít nhất đem về đây chắc cũng phải chăm sóc bé khoảng nửa tháng mới đưa cho nội được, chứ không phải cho bé có cái dòng dai hơi ấm của mẹ đó em. Cho nó rất là quan trọng luôn á, để mà nó có cái sự phát triển, nó có cái hơi ấm đúng không. Cho nên là cố gắng đưa về đây mà, rồi sau đó thì tính tiếp đưa cho bé về nội. Đây là số tiền 2 triệu nè, anh tạm thời anh tặng cho em để mà mua sữa với lại những cái thiết yếu nhất trong cái việc mà chuẩn bị đón bé về. Em cũng cảm ơn các chị trong đó. Rồi vì sắp tới thì có cái biện pháp mà tránh thai nào nó hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn nữa, mà để lỡ có nữa rồi khổ nữa. Dễ vậy, sai lầm lần một anh ơi. Em tính là có em có một kẹt em về quê em đặt vòng mà. À. Vậy là xong rồi, sau đó là đi làm, hai vợ chồng đi làm ha, để phụ nuôi con ha. Dạ. Dạ, bà thì cho con hỏi thăm ở dưới quê thì ngoài cái việc mà nhờ cái sự gửi tiền về hàng tháng của con mình á, để nuôi cháu á, dạ, thì bà còn những đứa con nào khác nữa không? Có giúp được cho mẹ không? Nghèo, không có đứa nào mà khá hết trơn. Rồi tháng bà làm gì dưới, thu nhập được nhiêu? Có lượm mũ, đi lượm mũ á, lượm mũ về bán gan 90 bữa 300-200, lượm mũ không à. Dạ. Rồi hai bà cháu ở dưới hàng ngày ăn uống thì có đầy đủ không? Là bữa gì bữa khác. Dạ. Bữa ăn nuôi hút, bữa có đồ ăn. Có sắp tới đây đưa đứa cháu nội mới sơ sinh này nữa mà về nữa là cực lắm á. Và bà có những cái nào tính trước không, để mà liệu trước những cái khó khăn mình sắp. Cực tôi cũng không có sợ đâu. Dạ. Tại thương cháu tôi đem về nuôi chứ tôi không có sợ cực gì hết. Thì như những lúc mà đi lụm mũ thì bé đó giao cho ai? Có bà kế bên đó, bà đưa giùm. Rồi đứa cháu nội gái cháu nội phụ gái được không? Đưa nó đưa được. Bé được đi học không bà? Có, đi học lớp 3 đó. Mà nó học buổi chiều không mà, buổi sáng không mà. Nó chịu học không? Chịu học đó. Dạ. Thế con cũng có chương trình cũng sẽ có cái tặng cho bà 1 triệu đây, để bà có cái chi phí mà về lại quê nha bà. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hôm bữa giờ là có chuẩn bị mua cái gì về cho con em chưa? Dạ chưa, tại vì mà bây giờ này chuẩn bị đón bé về thì sao, hai chồng mua thì gì? Dạ em về thì về đây em đón bé về đây mua đồ đặt cho bé, chứ mua sữa, mua tả, mua bình sữa cho bé uống bình. Thì thôi, bây giờ hai chồng trước khi lên bệnh viện thì giờ là tranh thủ đi mua luôn đi. Dạ. Bây giờ đi luôn đi. Ha. Dạ, lên bệnh viện mua luôn. Ờ.